Hello, xin chào em. Hôm nay chúng ta sẽ sang một phần mới, đó là phần trục và hệ trục tọa độ. Đây là một phần khá quan trọng tại vì nó liên quan đến cả kiến thức sau này. Rồi bắt đầu với bài trục tọa độ và hệ trục tọa độ. Chiều mai chúng ta sẽ bắt đầu với một số lý thuyết và một số câu bài tập thôi nha. Đầu tiên đó là trục tọa độ. Tọa độ trước tiên là một đường thẳng trước có tâm là O và vectơ đơn vị là Y. Đây chính là vectơ đơn vị của nó. Thì trục tọa độ chính là một đường thẳng. Đường thẳng có điểm O và vectơ đơn vị. Vectơ đơn vị y và cái vectơ đơn vị y này sẽ có độ dài bằng 1. Đây là vectơ đơn vị. Ngoài ra người ta có thể gọi là trục x phẩy ox, đây là ox. Hoặc người ta có thể nói luôn là trục ox. Cách gọi nào cũng được. Thì nó ký hiệu đó là tâm O và vectơ đơn vị y. Đây cái ký hiệu. Nếu một vectơ u bằng một số a nhân với vectơ đơn vị y thì a được gọi là tọa độ của y. Tọa độ một cái điểm y ở đấy. Ví dụ như vectơ u bằng 5y, 5 lần vectơ y thì u vectơ u có tọa độ là 5. Còn nếu u mà bằng trừ 4 lần vectơ y thì u sẽ có tọa độ là trừ 4. Vậy thì cái dương với cái âm thì có gì khác nhau? Thì cái dương này sẽ nói về hướng, còn cái dương âm thì nó sẽ nói về hướng. Ví dụ nếu mà theo chiều từ trái sang phải thì sẽ là dương, còn nếu theo chiều từ ngược lại bên này thì sẽ là âm. Đó thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ cho điểm A có tọa độ là 2, cho điểm B có tọa độ là trừ 5 nhé. Xác định tọa độ của AB thì khi chúng ta biết là 2 thì chúng ta sẽ biết là OA sẽ bằng 2 2 lần vectơ y, còn OB bằng trừ 5 thì nó sẽ là trừ 5 nhân với vectơ y, mà chúng ta lại có AB sẽ bằng với OB trừ đi OA thì nó sẽ bằng trừ 5 vectơ y trừ đi 2 lần vectơ y và sẽ bằng trừ 7 vectơ y. Từ đó suy ra AB sẽ có tọa độ là trừ 7. Đây là phần về trục tọa độ. Chúng ta sang một phần nữa, đó là độ dài đại số. Thì ta có AB cộng BC sẽ bằng AC. Đây là công thức cộng cộng vectơ. Đây công thức cộng vectơ thì chúng ta sẽ có công thức nữa, công thức của về độ dài vectơ AB cộng độ dài vectơ BC sẽ bằng với độ dài vectơ AC. Đây là chính là hệ thức SL. Đó. Đây là phần về trục tọa độ. Chúng ta sang một phần nữa, đó là hệ trục tọa độ. Phần 2, hệ trục tọa độ. Hệ trục tọa độ thì như này.
Đây chính là một hệ trục tọa độ. Thì hệ trục tọa độ sẽ gồm hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng vuông góc này. Trục ngang OX có vector đơn vị là y. Còn trục đứng, trục đứng là OY có vector đơn vị là z. Cái này sẽ có đơn vị là y này, còn cái đứng này sẽ đơn vị là z này. Đó, hai cái rõ ràng. Và hệ OXY thì sẽ có ký hiệu là OYZ. Đó. Đây là phần hệ trục tọa độ. Chúng ta sang phần 3. Đó là tọa độ của vector trên trục. Tọa độ vector trên trục. Tọa độ vector u trên trục OXY sẽ có dạng là vector u sẽ bằng x lần y cộng với y lần z. Và vector u sẽ có tọa độ là xy. Đây chính là tọa độ. Ví dụ như vector u sẽ bằng 2 lần y cộng 3 lần z thì vector u sẽ có tọa độ là 2, 3. Đây chính là hoành độ. Còn đây là tung độ. Cho vector u tọa độ 1, 5 thì suy ra u sẽ bằng với y và cộng với 5 z. Đây chính là cách viết ngược lại. Chú ý, chú ý ở đây đó là vector u tọa độ xy, vector u phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy. Khi u bằng với u phẩy thì x sẽ bằng với x phẩy và y sẽ bằng với y phẩy. Đây chính là hai cái bằng nhau. Ví dụ như u bằng 2y trừ 5z, v sẽ bằng với 2m trừ 1 cho nên n, thì u bằng v khi nào? U bằng v khi 2 sẽ bằng với 2m trừ 1, còn trừ 5 sẽ bằng với n. Từ đó suy ra m sẽ bằng 3/2, còn n sẽ bằng với trừ 5. Đó, đó là cách tìm. Bây giờ chúng ta sang các phép toán thứ tư. Các phép toán vector thì trên trục sẽ có những phép toán nào? Thì chúng ta có những phép toán sau, đó là vector A. Cho vector A tọa độ xy, vector B tọa độ x phẩy y phẩy. Thì A cộng B, vector A cộng vector B sẽ bằng x cộng với x phẩy và y cộng với y phẩy. A trừ đi vector B sẽ bằng với x trừ đi x phẩy và y trừ đi y phẩy. K nhân vector A sẽ bằng K nhân với x và K nhân với y. Vậy chúng ta còn cái nữa, đó là hai vector cùng phương. Hai vector cùng phương A sẽ phải bằng với K lần vector B. Thì x sẽ bằng K nhân với x phẩy
và y sẽ bằng k nhân với y phẩy. Nếu không, chúng ta có thể xét một hệ lượng đó là x phẩy y phẩy khác 0, vector b khác vector 0, thì chúng ta sẽ có x chia cho x phẩy bằng y chia cho y phẩy. Ví dụ cho vector a có tọa độ 2 - 10, vector b bằng -1, 5, chứng minh AB vector A vector B cùng phương. Thì để chứng minh hai này, chúng ta sẽ có là 2 - 1 sẽ bằng -10 - 5 bằng -2. Nhưng từ đó suy ra A sẽ bằng với -2 lần vector B. Từ đó suy ra AB cùng phương. Ok, video này chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Video chúng ta sẽ nói được về hệ trục, về trục tọa độ và hệ trục tọa độ. Trục tọa độ thì đầu tiên đó là nó là một đường thẳng có tâm O và vector đơn vị y. Thứ hai đó là chúng ta nói được về hệ trục tọa độ. Hệ trục tọa độ gồm một hai đường thẳng vuông góc với nhau có trục OX, OY, có đơn vector đơn vị. Và thứ ba, chúng ta biết tính được tọa độ trên trục. Và thứ tư, các phép toán. Thì đây mới chỉ là phần lý thuyết thôi. Nếu mà mọi người biết tìm muốn tìm rõ hơn về cả bài tập thì chúng ta sẽ bước sang một video nữa, là video về ôn tập chương này. Anh sẽ để link ở dưới video nha. Ok, bye bye mọi người.